Radar Sachia về nha mấy anh chị. Cái mẫu radar rất đẹp luôn nè, radar Sachia về đủ màu luôn. Đó, đang về nè. Còn đây những chiếc Vario lên màu. Cái màu này là màu màu gì ta? Cái màu này là màu gì hậu? Titan. Màu này xanh titan nha mấy anh chị. Đẹp cực kỳ luôn, lên cái mâm nè. Cái mâm là cái mâm titan luôn nha. Vario rất nhiều màu luôn, đẹp cực kỳ luôn. Ngay chỗ cửa hàng xe máy Hòa Linh Phúc nha. Em quay đang quay trực tiếp từ chỗ cửa hàng xe máy Hòa Linh Phúc nha mấy anh chị. Bên em có hỗ trợ trả góp cho mấy anh chị luôn nha. Đó, nhất là màu xanh này, màu trắng xanh này đẹp quá đẹp luôn nè. Cái màu sơn này bên em bảo hành cho mấy anh chị trong vòng 3 năm nên nếu mà sơn bung tróc thì em sơn lại miễn phí cho mấy anh chị luôn nha. Đủ màu sắc luôn cho mấy anh chị dễ lựa. Mấy anh chị nào mà như tuổi mình hợp với màu gì mấy anh chị đến ngay cửa hàng em nha, mấy anh chị lựa. Thích màu gì là mấy chị lấy màu đó, không cần gửi cho người ta sơn. Nhưng chị nhiều khi gửi ta sơn lại không dễ. Em lên sẵn màu hết cho mấy chị luôn. Đó, mấy chị thấy không? Vario nè, Sachia Raider Sonic. Sonic hiện tại giá cũng đang rất rẻ luôn nha mấy chị, giá chỉ có 59 triệu thôi. Vario cũng vậy nha, đủ màu sắc cho mấy chị luôn. Đẹp cực kỳ luôn chưa? Màu lên rất đẹp nha mấy chị. Giá cũng rất rẻ luôn, giá chỉ 46 triệu thôi nha mấy anh chị. Màu sơn 46, màu rin 44 nha. Cái này làm sơn tem nha mấy anh chị. Mấy màu sơn này bảo hành cho mấy anh chị trong vòng 3 năm. Bung tróc gì sơn miễn phí cho mấy anh chị. Còn đây là Sachia và Raider. Sachia Raider này mấy anh chị, nó về nè mấy anh chị. Để em vô quay cho mấy anh chị xem Vision nha. Sonic hiện tại giá đang rẻ lắm mấy chị. Sonic giá hiện tại bên em giá chỉ có 59 triệu thôi, giá cực kỳ rẻ cho mấy chị luôn. Mấy chị mua góp trả trước 10 triệu là mua xe được rồi nha mấy chị. Đây là chiếc Vision màu tím. Đó mấy chị thấy không? Màu tím đẹp cực kỳ luôn nha. Màu tím nhìn rất đẹp, nhìn bắt mắt chưa? Vision màu tím nha, phiên bản đặc biệt nha mấy chị. Đó, nhìn đẹp chưa mấy chị? Còn đây là màu xanh nha. Vision màu xanh nha. Còn Vario 125 màu xám nè mấy anh chị. Em quay tiếp chiếc Vision này nữa nè mấy anh chị. Cái này Vision này em lên màu xám SH nha, đẹp cực kỳ luôn. Màu xám này đang hot nè. Mấy dòng Vision này mình góp mình không cần trả trước nha mấy anh chị, chỉ cần cầm hộ khẩu chứng minh hóa đơn điện đến cửa hàng em là có chiếc xe chạy nha mấy anh chị. Em hỗ trợ cho mấy chị góp trả trước không đồng được nha. Còn đây là mấy chiếc Sonic và Sachia lên tem nha mấy anh chị. Sonic và Sachia lên tem cũng rất là đẹp luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Lên tem 3D cho mấy anh chị luôn nha. Mấy cái mẫu Vision này màu này rất là đẹp luôn nha mấy anh chị. Màu này em bảo hành cho mấy anh chị trong vòng 3 năm, bung tróc diễm sơn lại miễn phí cho mấy anh chị luôn. Đó, cái màu tím này là quá đẹp luôn nè mấy anh chị. Đặc biệt nha, góp không cần trả trước nha mấy anh chị. Chỉ cần cầm hộ khẩu chứng minh hóa đơn điện đến cửa hàng em là có chiếc xe chạy nha mấy anh chị. Đó, màu quá trời hấp dẫn luôn nha. Màu đẹp cực kỳ đẹp luôn. Quá là hấp dẫn luôn mấy anh chị, đủ màu cho mấy anh chị luôn. Dễ lựa nha. Màu xin cũng có luôn. Màu xin và màu sơn đầy đủ hết. Em quay cho mấy anh chị xem nha. Đó, Vision nha mấy anh chị, đủ màu cho mấy anh chị luôn nè, màu rin nè. Còn đây là Vario 125 nha mấy anh chị. Vario 125 lên cái màu này, màu đỏ cherry. Màu đỏ cherry này bóng rất là đẹp luôn nha mấy anh chị. Đó, đỏ cherry bóng rất đẹp luôn. Còn cái này là Vario 125 lên màu vàng nè mấy anh chị. Mấy anh chị nhìn này này là mấy chị biết tưởng là 125 hay là 150 mấy anh chị, đó là thực tế là 125 nha. Mấy anh chị đừng lầm nha. Em lên rất là giống 150 luôn á. Quá đẹp luôn nè, thấy chưa? Màu vàng nè. Đủ màu cho mấy anh chị lựa thoải mái nha. Mấy anh chị có biết giá, muốn biết giá thì mấy anh chị điện số điện thoại hotline em ghi dưới nha mấy anh chị.
rất là nhiều màu đẹp. Đối với Vero bên em là màu rất là đẹp luôn, đủ màu luôn mấy anh chị. Sachin, Sonic cũng đủ màu đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Mấy anh chị lựa thoải mái luôn nha, muốn màu gì cũng có hết. Mấy anh chị muốn màu gì cứ đến ngay cửa hàng em nha mấy anh chị. Quả là đẹp, cực kỳ đẹp luôn nè. Nó màu vàng bên em lên màu rất là đẹp luôn mấy anh chị, bóng lưỡng luôn. Thấy chưa mấy anh chị, đẹp cực kỳ luôn. Em quay sơ lại lần nữa em tắt nha mấy chị. Nó Vision này đẹp quá, đẹp luôn nha mấy chị. Ngày mai nó về được màu cam với màu vàng nữa nha.